Nhật họ sử dụng rất là giữ gìn trong những cái thiết bị chăm sóc sức khỏe và ở phiên bản EPMA88 là một trong những cái phiên bản cao cấp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Một trong những cái mẫu ghế mà chúng ta rất là hiếm gặp trên thị trường ghế massage nội địa Nhật Bản. Ngày hôm nay Ngọc Japan muốn giới thiệu đó chính là phiên bản EAP MA88 của thương hiệu Panasonic Và với phiên bản này thì Ngọc Gia Ban vừa mới cập bến ở cơ sở số 2 tại thành phố Hồ Chí Minh Khi mà vừa cập bến phiên bản này thì Ngọc Gia Ban đánh giá rất là cao về độ mới của nó Từ các cái catalog còn nguyên giấy hướng dẫn sử dụng hay là sách uh, hướng dẫn vận chuyển và nắp đặt Cũng như là về phần nỉ nương của nó, một trong những cái chi tiết mà thường xuyên rất hay thiếu Nhưng ở phiên bản này thì nó còn đầy đủ để phục vụ cho chúng ta trong cái quá trình massage thư giãn và trong cái công việc vệ sinh giữ vệ sinh chiếc ghế và đặc biệt ở phiên bản này thì về bảng điều khiển của nó những cái chi tiết nhỏ như là cái nút phím bấm nó vẫn còn nguyên những cái dòng chữ và các cái nút phím bấm nó chưa bị ngả màu nếu như mà những phiên bản mà sử dụng nhiều thì về nút phím bấm của nó sẽ hơi ngả màu một chút nhưng ở đây thì với phiên bản này thì người nhật họ hầu như là họ quên họ chưa sử dụng hoặc cũng có thể là người Nhật họ sử dụng rất là giữ gìn trong những cái thiết bị chăm sóc sức khỏe và ở phiên bản EPMA88 là một trong những cái phiên bản cao cấp từ về số lượng bài đánh đã tích hợp được 9 bài đánh tự động toàn thân ở trong dòng phím cơ cao cấp của thương hiệu Panasonic cũng như là tích hợp các bài đánh tự động về bài vùng ở phần hai bên ria tự động bài vùng về phần khí và tự động bài vùng về phần cơ và với phiên bản này thì không chỉ bằng điều khiển một cái chi tiết nhỏ mà ở đây đó chính là cái phần nỉ của nó cũng như là các cái phần gối mà con nan hay là cơ thể của chúng ta hay tiếp xúc nó vẫn chưa có những cái độ lếp hay là nó chưa có những cái độ tỳ mà nếu những cái phiên bản mà nó đã qua sử dụng thì nó sẽ có những cái độ tỳ của con nan vào những cái phần nỉ như vậy. Và đặc biệt ở phiên bản này thì nó vẫn giữ được những cái đường nét chỉ của nó rất là trắng và tạo cho cái chiếc ghế của chúng ta thêm cái sự sang trọng hơn và đặc biệt ở phiên bản này thì về túi khí của nó đã thiết kế dày dặn hơn rất là nhiều để có thể là chia ra cho chúng ta ở hai bên ghế với hai bên ghế thì hai túi khí nó sẽ riêng biệt giúp cho chúng ta những cái bài đánh tự động như là về bài đánh kéo giãn hay là về bài đánh vận mình sẽ được tối ưu hơn rất là nhiều phục vụ kết hợp cho chúng ta đó chính là bốn con năn được làm bằng silicon và tính năng con năn đá nóng ở đằng sau để cải thiện sức khỏe cũng như là không chỉ cho bản thân mà cho cả đại gia đình và với phiên bản EPMA88 là một trong những cái phiên bản thuộc tầm phân khúc cao cấp. Như chúng ta có thể thấy ở đây là ngày sản xuất của nó vào ngày 7 tháng 6 năm 2018. Các bạn có thể hoàn toàn quét mã QR để có thể là xem về nguồn cư gốc xuất xứ của chiếc ghế. Và với những chiếc ghế nội địa Nhật Bản thì nguồn điện sử dụng của nó vẫn là 100V. Và khi mua ghế thì sẽ được Ngọc Gia Ban tặng kèm thêm một bộ đổi nguồn, một thảm trải sàn và một bộ vệ sinh ra ghế. Nếu như mà các bạn có nhu cầu, muốn sở hữu cho mình hay dành tặng cho người thân cái phiên bản EPMA88 dòng cao cấp như vậy, hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại 097 494 5555. 55.